Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và ngày hôm nay sắp sửa tới ngày Noel rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi review chung quanh thành phố Sài Gòn, nhất là ở trước cổng nhà thờ Đức Bà. Như các bạn đã biết, nhà thờ Đức Bà hiện đang tu sửa, bởi vì vật liệu ở bên Pháp đưa qua thì nó hơi chậm, cho nên là đã kéo dài mấy năm rồi đó, cho nên chưa có xong. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt nhà thờ có chăng đèn rất là đẹp đây, và các bạn sẽ nhìn thấy ha. Và ở bên hông là bưu điện thành phố đây, và mọi người sẽ kéo ra đây để mà hưởng cái không khí của những ngày giáp Noel nha. Đó thì hôm nay mình mới thấy là nhà thờ Đức Bà chăng đèn, chứ mỗi năm á nó tối thui rồi các bạn. Và đầu tiên mình cũng muốn chúc cho các bạn hưởng trọn một mùa Noel thật là vui và ấm áp cùng với gia đình mình nhé. Ra đây quay nhà thờ Đức Bà. Để tối quay đẹp nha các bạn. Chờ xem buổi tối lên đèn. Và đây là trung tâm thương mại Diamond Plaza. Và mời các bạn hãy cùng với mình vào trong để mình có thể review những chiếc áo đầm thời trang. Ở đây người ta bán đại hạ giá. Thì cũng như hôm trước mình cũng review ở Sài Gòn Central. Thì bây giờ mình sẽ vào trong này mình xem thử. Và đây là trước mặt là cái công trường Paris, và đối diện á là cái nhà thờ Đức Bà ở mặt sau nha. Đó, đây mình sẽ đứng ở phía bên ngoài, mình sẽ review thẳng qua ở phía mặt tiền của Diamond Plaza. Họ trang trí ngày Noel năm nào cũng trang trí đẹp lắm các bạn. Đó, và người ta sẽ ra đây để mà chụp hình với phim. Buổi tối thì lên đèn rất là đẹp và vui lắm các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong để mình review quần áo. Sau đó rồi một lát tối mình sẽ ra bên ngoài để mình quay những cái cảnh văng đèn và những cái cảnh vui nhộn của ngày Noel nhé. Và đây là mặt sau của nhà thờ Đức Bà đó các bạn. Thấy không, người ta đang xây dựng dở dang ha. Ra tu sửa rất là lâu luôn. Mấy năm rồi đó mình cũng chưa có biết hẳn, mà mỗi năm là buồn lắm, thối thui à. Năm nay thì có chăng đèn nữa. Những người khách qua lại và những người buôn bán hàng đông cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy chỉ có cái cô này đang bán bánh dày chả nè. Đó. Mỗi năm ở thành phố Sài Gòn ở cái chỗ nhà thờ Đức Bà buồn lắm các bạn. Chỉ có cái Diamond Plaza thì năm nào cũng làm hết đẹp lắm. Đó, mọi người hãy đứng ra đây để mà chụp hình ha. Thank you.
Thơm quá ha. Ở đây thơm kìa. Ở đây thơm lắm nha, thơm mùi nước hoa nha. Sale 90% nè. Nước hoa. Thơm quá. Thơm ơi là thơm luôn. Đây đó, gian hàng quần áo. Dép, về dép. Nó hơi còn nhỏ bảo vệ. À. Qua đây coi quần áo nè. Nó đầm, bây giờ nó đầm nó thôi. Ở đó bự quá, rộng quá, quá bự. Toàn là size to không à, size to không à. Mấy cái size nhỏ coi vô cái form nó là như vậy đó. Form của Nhật là nó vậy. Nhiều à? Nó có giá không? À, mấy cái đó là 50 hết á. Giá nhiều nó này 50. Có giá ở trên đó chị. Các màu xanh nó được xô á. Mát à? À, mặt mát à. Ê chết giá em tôi cái ngọc. Bông nè. Bông đỏ đỏ hồng hồng. Ừ, đó. Đó cái đây, cái này là toàn là sale 50 không à. Còn cái bông đỏ đỏ này. Hồng hồng đó. Màu tối tối. Tối ghê quá. À cái đó lần sau. Cái đó lần sau. Cái này trước. À. À, cái này cũng được. Cái này có cái kia. Có cái gì nó tròn lên cái À nó có cái khăn cổ tròn cổ. Nó có cái khăn tròn cổ. À cái này là của Ý. Của Ý là cũng size 50 luôn.
Cái đó là cái áo rộng cũng được, cái áo đó rộng rộng á. Đó, cái gian hàng hồi nãy đó các bạn là hàng nhập đó nha, của Ý, nhưng mà người ta không cho quay kỹ. Giá của nó rất là cao, 17 triệu, rồi giảm xuống phân nửa, còn lại 7 triệu hay là 8-9 triệu gì đó. Trời ơi, cao quá, nhưng mà nhìn thấy thì nó là cái kiểu của nước ngoài, mặt rộng rộng gì đó các bạn, cho nên không có thích hợp với mình. Với là giá quá cao đi, mình đi review cho biết vậy thôi, chứ mình cũng đâu có dám mua. Để cho mấy siêu mẫu rồi mấy người có máu mặt rồi ta mới vô người ta mua, chứ mình không có mặc mấy cái này được. Đó, đây nè, các bạn có thấy không? Trưng bày rất là nhiều nhưng mà giá rất là mắc. Giảm 50% là vậy á, mà cũng mấy triệu đó, 6-7 triệu đó luôn. Thì nói chung ở đây nó mắc là do cái mặt bằng đó các bạn, và những cái mặt hàng của ngoại nhập về nữa, cho nên nó mắc là đúng rồi. Đây hàng gian hàng mắc kín, nói chung là mặt hàng nào cũng giá rất là cao luôn. Mình ra tới đây là thôi đó, rờ rớ tới không nổi đâu. Chỗ này chỗ khác nữa hả? 90% còn 450. Ở đây nói chung là gian hàng cũng giảm giá rất là nhiều luôn, giảm tới 90% luôn. Nhưng mà nó đưa lên xong rồi nó hạ xuống các bạn. Nhưng mà giảm áo thun như vậy á, giảm rồi đó mà cũng còn là 1,5 triệu. Nói chung gian hàng nào tới cuối năm là cũng đại hạ giá hết. Cái này cũng giảm 50% nè. Giờ đi toilet. Ủa này thang máy mà thôi. À đúng rồi, đúng rồi. Đó cầm lên không? Cầm cái cây. À đó, đánh đây, đánh. À. Đó bỏ vô đi hóa kìa. Trời ơi, có chiếc xe dễ thương ghê không? Trời ơi, chiếc xe kìa. Trời đẹp quá, đẹp quá. Và đây là trên sân thượng lầu 5 của Diamond Plaza. Lần đầu tiên mình mới lên đây đó ra nghe các bạn. Nghe cái cô bán hàng của nó trên này rất là đẹp luôn, y như một thiên đường. Và đây, mình xin review cái cảnh ở phía trên này cho các bạn xem. Có quán cà phê, có quán ăn, nhà hàng ăn, rồi có những cái cảnh mà vui chơi và cảnh đẹp ở nơi đây. Người ta trang trí Noel rất là lý tưởng luôn nha. Giống nước ngoài. Đúng rồi không? Bây giờ là ở đây là trên tầng 5 của Diamond Plaza. Đó, các bạn thấy không, đẹp cái hồ. Cảnh rất là đẹp của người em này nha. Đến đây một chuyến nha. Ở trên lầu 5 á, lần này mình sẽ biết. Giờ là chụp hình nha.
Ở trên mình nhìn xuống rất là đẹp nha các bạn. Đây là mình sẽ thấy rõ hai tòa tháp này, tháp chuông nhà thờ Đức Bà sáng rực ha. Ở trên mình nhìn xuống rất là đẹp đường phố Sài Gòn nha, lên đèn tuyệt vời nha. Đó, mình chỉ lên đây mình mới nhìn xuống mình thấy đường như vậy thôi các bạn ơi. Các bạn có thể lên đây một chuyến thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay xung quanh và mình sẽ xuống dưới để mình ra ngoài để mình quay cái cảnh mà đèn lên đèn ở phía bên ngoài nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong của bên trong lầu 5. Thì đó là những khu ẩm thực nha các bạn. Có những thương hiệu nè, các bạn sẽ nhìn thấy những món ăn của Ý nè ha. Rồi những món ăn của Thái nè. Ở phía bên trong rất là nhiều luôn, mình tha hồ mình chọn nha. Thì giá cả ở đây ăn thì so với bên ngoài nó hơi đắt một chút nha các bạn. Ai muốn thích ăn thì ăn, không thích thì thôi, ra uống cà phê. Và bây giờ mình sẽ đi bọc ra phía bên ngoài và mình đi xuống cầu thang nha. Thank you.
Và đây là chiếc xe buýt này là các bạn, nó 2 tầng ha. Thì sẽ chở mọi người đi vòng vòng xung quanh để vui chơi và để hóng mát. Thì đa số là người nước ngoài, còn ai có tiền thì cứ mua một vé như vậy á, là 150.000 nha các bạn. Thì mình thấy là cái vé đó so với người mình á, thì nó hơi mắc. Nhưng mà để người nước ngoài thì chắc đối với người ta là bình thường. Bởi vì đi vòng quanh có 30 phút thôi mà đã 150.000 rồi. Thì bây giờ mình đứng đây mình review cho các bạn xem những người ở phía trên xe buýt này, người ta đang vui đùa ở trên đó nha. Đây nè, trước mặt mình là nhà thờ Đức Bà, có 2 tháp chuông, người ta đã bắt đèn sáng rực ha. Và mọi người đều ra đây để mà hưởng ngoạn cái không khí sắp tới ngày Noel đó các bạn. Đó, mình thấy không, mỗi năm thì nó tối thui à, nó không có làm gì hết luôn á. Nhưng mà tự nhiên năm nay sao lại lên đèn rất là đẹp luôn. Mặc dầu là người ta đang tu sửa nha, chưa xong. Đó thì mình thấy ở phía dưới đất á, người ta trải bạt ra ngồi để mà nghỉ ngơi ăn uống rồi. Tại vì xung quanh đây có người bán hàng rong rất nhiều, cho nên là ngồi chơi rồi đó. Rồi có trồng hoa xung quanh này cũng đẹp ha. Thì ở ngoài khí trời mà những ngày giáp Noel này cũng mát mẻ. Đây các bạn hãy nhìn xem, mình sẽ review xung quanh. Đó, có những tấm bạc vẫn chưa có người ngồi. Đó, thì người ta có con rồi, ta dẫn ra đây chơi nha. Không khí xung quanh rất là nhộn nhịp luôn, y như ngày Tết ha. Đây, các cô bán hàng rong. Bán được lắm đó nha các bạn. Bán đắt lắm đó. Ăn hàng cũng rất là nhiều.
con đi đèn nè. Rồi mình sẽ quay sơ qua chút xíu thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến đến cái cổng nha các bạn. Cái cổng rào á, thì mình sẽ thấy ở bên trong có một cái hang đá, có Đức Chúa, Đức Mẹ, Đức Cha, và ở bên ngoài có vài cây thông ha. Người ta trang trí đèn lên thì nhìn ở ngoài, nhìn vô thì cũng đẹp á. Nhưng mà còn ở phía trong nữa thì coi người ta sẽ rào lại, người ta đang tu sửa mà, cho nên là trong cái phạm vi này thôi đó. Còn mình cũng không biết là có làm lễ hay không á. Tới ngày Noel không biết ở bên trong có làm lễ không á. Tại vì mình không có theo đạo cho nên mình không biết. Đó, bây giờ mình sẽ quay sơ qua ở phía bên ngoài. Và mình cũng xong rồi, mình cũng xin đi về ha. Cũng tối rồi. Đi về và hai vợ cháu mình sẽ ghé cái quán Hủ Tiếu Nam Giang để mà ăn tối nha các bạn. Và đây sẵn dịp đi ngang Tân Định, mình sẽ ghé review nhà thờ Tân Định chút xíu cho các bạn xem. Thì cái nhà thờ Tân Định này năm nào cũng lên đèn rất là đẹp luôn, ở ngay mặt tiền đường Hai Bà Trưng. Nhà thờ lúc nào cũng sáng rực, đi đâu thì cũng quay về đây quay cái nhà thờ này. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong chợ Tân Định nha, để mình ăn ha. Và các bạn hãy cùng theo dõi coi cái món hủ tiếu Nam Giang này mình ăn có ngon hay không ha. Rồi đây là quán hủ tiếu Nam Giang Thành Đạt ở chợ Tân Định nha các bạn. Mình sẽ vào trong mình ăn nha. Tôm bự chà bá. Rồi. Khô đem không? Đem cho gì? Cái này đem không? Cái này có đem gì không? Khô mà, lấy ra đũa với muỗng nhiều gì hoài. Đây. Rau. Rau, nặng chanh vô, bỏ ớt vô. Ớt hả, lấy vô được. À. Tỏi không? Rồi, tỏi vô luôn. Tỏi đó, đúng rồi đó. Đó là một tiếng Nam Giang. Ủa, con nó bự dễ sợ. Cho miếng đi. Ơi, vậy? Vậy làm hai mày làm cho tao là một két. Giống như rồi, lặt rau. Rau bỏ vô nha. Lặt vô và rau cần đó. Rau tần ô chứ. Cái này là rau tần ô. Không, cái này là cần. Ủa chứ phải rau tần ô. Này, tần ô này. Đây. Đây, có cái chén nước kế bên nữa nè. Rồi đầy đủ ha. Quay cái tô mày trước, cái tô mày hấp dẫn. Ai trộn lên. Rồi đó, trộn lên đi. Đó. Ăn này chắc no tới khuya luôn á. Ăn này no tới sáng. No tới sáng luôn. Xong mà nó ướt thì mình tiếp tục. Đó.
có giá nè. Và cái tô của mình nè, tô của mình. Tô nó nấu thiếu nhiều quá. Và sau một buổi tối đi dạo tham quan nhà thờ Đức Bà lên đèn vào những ngày giáp Noel thật là vui ha. Bà cũng ăn xong cái tô hủ tiếu này rồi thì hai dì cháu mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Kết thúc video ở đây bởi vì nó hơi dài. Và cũng không quên chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ và một đêm thật là ngon giấc để chuẩn bị sắp tới vui Noel cùng với gia đình của mình ha. Rồi bây giờ thì mình cũng không quên cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh Kim Hòa Fashion. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.